Rồi chào bạn nha. Hôm nay mình tình tình xuống một thứ nữa bạn, dọc đường mình gặp con xe cứu càng dài hả bạn. Con này chắc để họ quay qua muốn qua lộ. Chắc từ 3 mét, 3-5 mét. Con này chắc cua bè 045 hay 05 gì nữa bạn. 45. Sơn màu lại F2 hả bạn. Và sát cầu thẳng cần luôn.
Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha.